Xin giới thiệu các bạn nhé, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem một cái đoàn tàu khách, nhưng mà chắc là mình nghĩ thì cũng bỏ hoang ở đây chắc cũng lâu rồi, tại vì gì cũng tan nát này, chắc cũng không chạy nữa rồi mà cũng chưa biết được, nhưng mà nhìn nghe vẻ tồi tàn lắm. Đoàn tàu này rất là dài nhá, chắc là phải, mình nghĩ nó phải 20 toa đấy, 20 toa, nhưng mà mình thấy kính nhất này. Ủa ôi, vỡ tả tơi này. Chắc là tàu này chắc lâu không chạy rồi, tại vì cỏ mọc hết cả vào tàu rồi. Đây, đứng xa mình còn nhìn thấy trong này có hàng ghế nhá, 4 ghế. Một hàng ngang có 4 ghế nhá. Mỗi một toa này chắc mình nghĩ cũng phải rơi tầm khoảng 5-60 chỗ. Ồ. Ở đây là một cái ga sắt thép người ta vất đầy này. Đây là những cái đường ray người ta vất rất là nhiều ở đây. Đây đoàn tàu đây, rất là dài. Theo mình nghĩ là đoàn tàu này sẽ không còn sử dụng nữa. Không biết có đường vào, nếu có đường vào thì mình sẽ vào trong quay các bạn xem. Nhưng mà theo mình nghĩ thì chắc là không còn đường vào đâu. Dài nhỉ, tới tận 20 toa bỏ hoang này phí lắm. Mỗi tháng cắt một toa để bán cũng được. Đấy, bên kia xa xa bên kia có một cái ba toa tàu hàng nhé, mình sẽ đến tận nơi quay cho bạn xem. Em đoàn tàu nó dài thế nào, cũ rồi. À đây, của công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội chứ không phải là của, rất là dài. Đây này chắc là cái Harako à? Hãng tàu Harako à? Ô xe dài đi mãi không hết. 20 toa cơ mà. Mỗi toa của nó chắc phải rơi tầm khoảng 10 mét. Đây rồi, mình sẽ đến tận. Các bạn thấy không? Những cái lò xo của nó rất là khủng này. Đấy, lò xo của nó, ui ôi, nhìn rất là đẹp luôn. Trời hôm nay rất đẹp, nhưng mà lại không có đoàn tàu chạy qua. Nếu có đoàn tàu chạy qua mình sẽ quay cho các bạn xem.
đang mùa dịch Covid này chắc cũng ít tàu chạy, vẫn còn nhưng mà ít. Bên này là có 1, 2, 3, 4 toa tàu hàng. Bốn ba tàu hàng 20. Dài quá, đi mãi không hết. Thôi mình cứ sang bên tàu hàng đi. Đây còn xa lắm nhá, còn tới tận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toa nữa cơ. Đây còn toa tàu hàng bên này, người ta còn trồng rau ở dưới này. Trồng rau dưới toa nhá. Rất là nhiều. Đây từ đây. Trồng rau dưới toa hàng. Ở đây mình còn chưa biết cái khớp nối của nó như thế nào đấy các bạn xem nhé. Thì đây rồi. Ồ, thì ra là nó lối kiểu này. Những chiếc lò xo rất là to. Đây là cận cảnh chiếc bánh tàu hỏa nhá. Năm mươi km trên giờ, đây người ta ghi 50 km/h này, chắc là mình nghĩ tốc vận tốc tối đa hoặc là gì gì. Chiếc tàu này giờ chỉ chạy thế thôi, tại vì mình nhìn nó cũng cũ rồi. Đây, đây là cận cảnh cái bánh xe của nó. Đẹp không? Mà so rất là cũ nhé, theo mình nghĩ đây cũng phải bảo trì lại nhiều lần. Lại còn treo cả rác đây nhé. Đấy, cận cảnh một đoàn tàu nhá. Rất là dài. Ở đây mình thấy có 1, 2, 3, 4 làn đường ray. Như theo mình nghĩ thì chỉ có một đường ray chính thôi. Còn một đường ray tránh và... Không có cửa lên tàu nha. Có cửa thì mình nên mình sẽ quay bên trong cho các bạn xem, nhưng mà không lên được. Cửa kính vỡ toang hoang này chắc là do đi dọc đường bị trẻ trâu có lém.
Thôi hết đường rồi, mình cũng lên đây. Thì mình quay thế thôi. Khi nào có thời gian thì mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem nhé. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký theo dõi kênh nhé, để ủng hộ mình.